Rồi bây giờ là cũng đã tiến hành lắp gần xong nhé. Đây. Bây giờ lắp cái bình xăng, bình dầu đó. Đây, cái kia đây. Có cái nhựa đây, cao su đây. Cao su này lắp vào dưới chân rồi này. À còn cái hai cái ốc hơi chưa vặn này. Ốc ở dưới này, đây này, hai con này này. Không, không để dưới đấy thôi, để dưới này, này à. Hai con này đấy. Vặn hai con này đó, không người. Giải. Đây đây đây. Đây là tên người đấy. Con này là làm con đầu tiên nhá. Đâu đâu, ông nào? 17. Hôm nay được này, trời nắng nó đẹp rồi. Mưa suốt. Thường qua kia cả đổ vào kia rồi nhé. Đổ hết à? Không, lấy cái vào xịt thôi. Xịt thôi. Bây giờ tiến hành đổ nhất vào nhé. Lấy cái vòi xịt đấy. Đang chợ nào ấy? Và bây giờ là cũng đã rửa xong cái lọc dầu. Và sẽ đổ nhất vào. Xong là thử nhé các bạn nhé. Đổ sang bên này nhất đây. Nhất đổ bên này mà. À đúng rồi, à, không phải. Bên này. Ngược lại. Em đảo quay lại mắt. Đấy. Như vậy là tiến hành lắp xong nhé. Lắp xong rồi mình sẽ giật nổ và sẽ tiến hành sửa cái cầu nhé. Cái cầu thì không hỏng đâu nhưng mà sẽ tháo ra kiểm tra hết ở trong xem nó có hỏng cái gì không. Hỏng là mình sẽ thay, còn cứ hỏng thì mình lại lắp vào nhé. Bởi vì máy này là toàn là máy cũ rồi cho nên là mình phải sửa kiểm tra lại hết xem là đảm bảo chưa. Cái cầu kia là mình nghĩ là phải thay cả phớt cả cái ống trục bởi vì nó bị dò hết nhất ra, không thấy một giọt nhất nào trong. Bây giờ mình sẽ sửa xong cái đầu nổ là sẽ kiểm tra cái cầu nhé. Con tuấn là mấy người ta con tuấn này vào có gì con nhìn chăng đấy con nhìn chế đấy con nhìn chế đây con này vào tiền tiếng mấy à bình thản.
Rồi như vậy là phần đầu nổ là cũng đã xong nhá. Và bây giờ sẽ sửa cái cầu nhé. Giờ cái cầu này là có tình trạng là nó bị giòn nhất. Nó bị giòn nhất từ đây xuống. Thì bây giờ mình sẽ tháo ra và mình sẽ xem cái gì nên làm thay là sẽ thay hết nhé. Giờ phần chấu là mình cũng đã tháo ra. Thì con này là tháo ra thì là nó cũng có bị hỏng cái bi đúa này nhá. Ra. Có anh ngày nào cũng ở nhà. Đây. Hỏng cái này. Và mình sẽ thay hết cái bi này và thay một cái phớt trục nữa. Còn những cái phần này là chưa bị gì nhá, chưa sao cả. Đấy. Em rút xong rồi đây. Đây có một cái khóa. Giờ như vậy là phần hộp số là mình cũng đã tháo ra, thì con này là cũng bị dơ một cái bi nhá. Đấy, cái bi này mọi người thấy chưa? Quá dơ luôn này. Đấy. Thì nó bị dơ cái bi này cho nên là nhất nó mới bị dò ra đằng sau. Thì bây giờ mình sẽ thay luôn cả cái bi, thay luôn cả phớt. Rồi thay một cái bi đũa bi số nhá. Là nó sẽ xong cái phần hộp số. Côn thì mình cũng đã kiểm tra thì nó không hỏng. Còn phần dưới này, phần dưới này là mình cũng phải tháo ra rửa sạch sẽ cho mình lắp vào nhá, bởi vì nó rất là bẩn luôn. Đấy. Với lại mình nghĩ là phần cái phớt này khả năng nó sẽ hỏng này. Đấy, mình sẽ thay cả phớt mới, trục ống mới này. Và sẽ rửa sạch sẽ rồi mình sẽ lắp vào. Còn phần cầu là mình chỉ là thay những số đấy và mình sẽ rửa xong là lắp vào là xong nhá. Bây giờ là sẽ tiến hành thay hết cả lá côn nhé. Lá côn thì nó cũng chưa mòn mấy nhưng mà thay mới luôn. Đấy, phần cầu là phần hộp số này là cũng đã làm xong hết nha. Thay đi, thay côn mới. Đấy, những cái chỗ nào nên thay là mình thay hết rồi. Thì bây giờ còn cái phần này nữa rồi. Đó, phần này là tí nữa mình sẽ tháo ra và kiểm tra luôn ở trong nhé. Là sẽ lắp cái đầu nổ vào là ok. Giờ như vậy là con máy là cũng đã lắp xong nhá. Đấy, bây giờ tí nữa đổ nhất vào cầu. Rồi mình sẽ thử xem là nó như thế nào nhá. Máy vẫn còn chất đấy. Không dài nhất luôn nhá. Rồi như vậy là phần cầu là cũng đã xong xôi hết tất cả mọi thứ nhá. Bây giờ sẽ tiến hành đổ nhất vào. Đấy, cầu là 3 lít này. Đấy, sẽ đổ nhất vào là nổ nhá. Nổ xong là thử hết số là xem là ok hết chưa. Còn phần đầu nổ là cũng đã sửa xong rồi, ngon lành rồi. Bây giờ sẽ lắp vào xong là sẽ nổ thử xong là đi thử xem là như thế nào nhé. Được, kéo ra ngoài kia thử phát ra nào. Ôi thôi, thế rồi, hai lọ thôi, ba lọ rồi à. Thế rồi. Hai lọ dưới đây. Thôi. Nó rơi một tí không sao cả. Đến cái chỗ côn là được. Cái số lùi sao lại mất? Vẫn dò à? Vẫn dò cái nhiệt phớt đi kìa. Phớt á? Ờ, phớt bên này chắc hỏng rồi. Nhưng tháo ra. Vừa mới sửa mà. Ờ, vừa nhưng mà sợ vừa nãy mình đóng cái kia mình cho vào nó bị tuột ra, nó bị lập ra ngoài ấy. Bạn chặt cho mình nghiêng máy à? Dò nhất phớt. Yeah, vừa thay nhưng mà không biết là thế nào. Xem lại. Giờ như vậy là xong rồi. Giật thử thế nào. Kiểu, ca chưa? Không cần, không phải sò đâu mà. Không phải sò đâu.
Đặt chân mạnh vào. Khó nổ một lúc à. Bật số thử ra. Không được tắt máy của em chứ. Ừ. Không được tắt máy ra. Số 1. Bật rồi. Không có cần số. Khổ thế nhỉ. Khoan nữa. Mất số 2 hay sao đấy? À đây đây, đây rồi. Lùi xe nào được không? Vầm mò xong lùi đây. Xe mất cần số. Máy mất cần số. Đấy được đấy. Dây ga này hơi dài, phải nhả xuống một tí. Vâng. Ôi giời, về sắp đến nơi lại còn đi vòng xuống dưới thì khổ là phải rồi. Không mà, bữa nay là đúng xe, nóng xe. Bố mi máy bơm à. Giờ con máy này là nổ ok nhá. Bây giờ mình sẽ mang đi nổ trên kia tầm khoảng 20-30 phút để cho nó hết khói nhá. Xong là mình sẽ để... Xong là mình sẽ quay video nổ từng con một. Bởi vì con này vừa sửa xong thì nó ra khói, mình sẽ nổ cho nó nóng hết máy đi. Mang đi để tí trước kia. Nổ máy lên trước kia, nổ cho nó tầm khoảng 20 phút đi. Nổ tầm khoảng 20 phút cho nó nóng hết máy đó. Bấm áp nha. Em quay đi một tí, xoay một tí, nó chiếm mắc kia rồi. Rồi, mắc rồi đấy. Quay xong rồi, quay dây một phát nữa. Nó mới đủ tầm. Nó sẽ mang đi để trên kia cho nó nổ nó lâu để cho nó hết khói nhá. Con này vừa mới sửa xong thì nó đang ra khói. Rồi như vậy là con máy là nổ được 5 phút. Đấy, cũng đã nổ được 5 phút thì mình xem là nó cũng đã hết khói rồi nhá. Rồi mình nổ được 5 phút rồi. Vừa nãy tưởng là nổ lô mới hết, nhưng mà vừa nổ một lúc là nó hết khói luôn. Thì con này là nó đang thiếu cái lọc gió này. Mình chưa lắp cái lọc gió vào. Đấy. Bây giờ đang thiếu cái lọc gió rồi. Thì bây giờ là cũng đã hết khói nhá. Đấy. Phần cầu các kiểu là cũng đã kiểm tra từ trong ra ngoài hết. Phần máy cũng thế, kiểm tra từ trong ra ngoài hết. Cái gì nên thay là thay hết. Cái gì chưa nên thay thì là cũng chưa thay. Cái gì thì cảm thấy không dùng được lâu nữa rồi mình sẽ thay đi rồi.
À, các bạn hãy theo dõi video tiếp theo, mình sẽ tiếp tục làm những cái con này nhá. Đấy. Con này cũng là con này máy 186 này. Con kia là máy 170 mấy đầu nổ xăng. Đấy, mình sẽ làm video tiếp theo là mình sẽ lại làm tiếp theo là mình sẽ làm con đầu nổ xăng này nhá. Con này thì chắc là vứt lâu lắm rồi, nhìn chán thật, nhưng mà mai mình sẽ sửa con này nổ cho mọi người xem nhá. Mình sẽ làm con này nổ và cày thử luôn. Đấy, con này nhìn thấy đâu 170 này nhờ, nó khỏe hơn con 173 này nhá. Đấy, hôm nào mình sẽ lên video test thử hai con máy này. Con kia mình khẳng định là nó sẽ khỏe hơn, bởi vì con kia nó chạy xăng. Con 173 này nó chạy mặn dầu. Nhưng nếu mà để mà khỏe thì con này nó khỏe hơn. Đấy. Cái dòng này mình được test thử rồi. Rất khỏe luôn. Đấy, mình sẽ làm video tiếp theo, mình sẽ làm những con này nhá. Hả? À?